ba chiếc máy gặt chạy chung luôn các bạn ơi. Kênh của mình nha. Nay thì mình chia sẻ ba chiếc máy gặt chạy chung luôn các bạn ơi. Thì cái miếng gỗ này còn một lam cuối luôn các bạn. Ồ, chạy nhìn quá đã luôn các bạn ơi. Đường gan luôn ha. Quá đẹp luôn các bạn. Hình ảnh này thì hiếm gặp các bạn ơi. Và chiếc DC70 nha, một chiếc 70 lít. Xin bột như vậy. Đợi cây máy kia với mấy chiếc máy kéo nữa thì xuống phà chạy đi cánh đồng khác nha. Cây máy 70 kia đang chạy vô các bạn ơi. Cây máy anh Lưng nè, anh Lưng đang lái nè. Thì buổi sáng ba chiếc 70 và một chiếc 105 các bạn. Cắt xong với cánh đồng đây luôn nha. Sau khi cắt xong thì mấy anh này lấy máy thổi bụi các bạn. Vệ sinh nha. Rồi mấy anh đợi mấy anh mới kéo gom lúa xong rồi xuống phà đi cánh đồng khác nha. Chắc lúa trước rồi các bạn, nên anh đậu vô đây chút lên cái bờ này trước nha. Đã xem tận là mấy chiếc máy này xuống phà các bạn.
Chiếc cơ máy kéo đang lên dốc các bạn. Mấy cây máy đang đậu đây để đợi mấy anh ở dưới phà dời chiếc phà lại các bạn. Giờ phà ngắn lại để dưới cầu xuống rồi mấy anh máy cắt mới chạy xuống rồi. Đẩy lên cái dĩa cầu để xuống phà các bạn. Máy kéo này đi chung với máy cắt của anh Linh các bạn. Chiếc máy kéo phải chạy xuống sát cái hàm của chiếc máy cắt luôn các bạn ơi. Rồi chiếc đó xuống này thì và sẽ khởi động máy và chạy đi các bạn. Chiếc phà dời đi các bạn ơi. Ôi ôi, sáng nước kìa kìa. Chiếc phà kia sẽ dời lại cái bến này để cho mấy cái máy này xuống nha các bạn. Rồi chiếc phà này sẽ tấp vô nha các bạn. Nguyên khúc sông này lên xịn kìa các bạn ơi. Quá nhiều máy luôn ha. Xong các bạn ơi, giờ tài xế máy cắt sẽ lấy chiếc máy cắt này xuống phà đó nha.
nên dở dây cầu để chạy đi. Rồi giờ mấy anh này sẽ tiếp tục chạy qua cánh đồng bên kia nữa các bạn ơi. Đây là động cơ ủi chiếc phà nữa các bạn. Chiếc phà thứ ba sẽ tấp vào bến này các bạn ơi. Rồi đây là máy của anh cái cầm lái sẽ chạy xuống nữa các bạn. Các chú vậy. Rồi mấy anh này sẽ di chuyển chiếc phà đi qua cánh đồng bên kia nữa các bạn ơi. Cái chú này ông đi bắt cá nè, bọc cá luôn nè. Rồi hiện tại mình thấy thì đằng kia có một chiếc ghe bơm cát các bạn ơi. Thì ở đây một chiếc phà chở mấy cát ha. Thì cái sông rất là nhỏ luôn các bạn. Anh sẽ xử lý về cho cái đường dễ qua các bạn. Rồi cái kinh nhỏ nè. Cái kinh này rất là nhiều lục bình luôn các bạn ơi.
xin để xuống luôn.